nó đang quay tự tắt. Bây giờ có một tay hay là cái con chuồng nãy giờ nói có hàng rào sắt, hàng rào B40 đây không có mở cửa, thầy không có mở cửa, thầy đứng ở ngoài, đứng ngoài hộ. Đây là cái cơ bông của con tay. Các thấy khi mình thổi cái cục cao su nó tuột ra đây, đây là cơ và thuốc nó sẽ tự động nó bơm vào. Thì cái này các em nữ là làm được đấy, sáng dậy ví dụ như họ đó là làm chung với một số em nữ, hồi đó sáng dậy ví dụ mấy con chuồng cả nhiều việc quá đi, sáng ví dụ mấy con chuồng như nãy á thì nó ở trong chuồng cái sáng đi vô để về thổi chứ có gì đâu, mấy em nữ sẽ thử tập mấy lần là thổi được hết á, có gì chứ á. Trừ được ví dụ như nay nó ở xa quá hay là còn thì nó kêu với mấy em nam đi hơi mạnh hơn đi hơn, chứ còn ví dụ bình thường là vẫn cái này thôi. Thì cái nguyên tắc như thế này, cái này gọi là gì đâu, cái này gọi là gì, cái sao ống thổi từ xa hả? Rồi rồi các anh thấy cái hình đó, sau khi dùng cái bờ bắt không được thì thầy lấy đứng ở ngoài thì con thổi này nè, thì thổi lúc lên vô con khỉ mà nó bê nó rớt xuống và lấy máu bắt ra đo cân đo đong đếm gì đó vân vân, cân thể trọng rồi đo các chiều dài cơ thể, đếm răng bao nhiêu răng, ví dụ mọc đủ răng là trưởng thành, chưa mọc đủ răng vân vân. Rồi rồi thầy nói vắn tắt cái cách làm cái ống chích này. Thế làm cái ống chích này, cái tay vuông cái ống chích 5C như thế này, xin lỗi 3C đây, chúng ta vuông để bằng 3C đây. Lấy hai ống nối lại, lấy ống chích bỏ cái kim đi, đây các anh thấy nè, đây ống chích đây tháo ra, hãy mở đưa cái chúng ta vào cái kích nãy á, rồi cắn vào được chưa. Cái thứ hai trước khi đưa vào lấy cái lam gọt cho cái bít tông nó nhỏ đi để cho nó chạy đây để xuống được. Gọt cho nó nhỏ đi để nó chạy lên chạy xuống được. Chỗ này là khó nhất. Thầy mua được cái bít tông, mua một cái ống chích nhỏ hơn thầy bỏ vô nó vừa, còn không là phải gọt, được chưa? Rồi nó ngắn gọn nha, thời gian có. Như vậy là mình gọt cái này ra và bỏ vô đây. Đây là cái thank you.
không có dùng keo để cột vào cái kiện á, để đi theo cảnh sát cảnh lộ thì dùng đèn cồn để nối hai cái lại nhé. Thôi rồi, để giới thiệu sơ thôi, không có thời gian. Em là quan tâm thì hồi gặp thầy sau. Sau này gặp thầy. Rồi, như vậy là chúng ta có cái ông tội. Cái kim thì chúng ta mua kim 18 và 20. Đấy. Lấy dụ đèn kim 20. Em vô đây, lấy cây gắn sắt bịt cái đầu này lại. Kêu con hoa nhỏ vô. Lấy cái dũa, dũa cái lỗ nhỏ cái lên. Cái dũa này, mua cái dũa nè. Dũa cái lỗ nhỏ. Nếu không? Rồi ha. Thì cái sơ bị cắt làm như vậy thì tất cả cơ sở mà nuôi đồng hoang dã đều phải có cái này. Gần như trăm phần trăm. Không có, không có làm gì được hết. Rồi có người mới hỏi là khi mà thổi vô con vật rồi làm sao lấy ra. Đây là mắm thuốc mê thì vật gấu đó em, mắm thuốc mê thì nó làm luôn đấy, vô mình lấy. Còn được vật khác là lấy cái cây khèo ra, cái dính vô á trong cơ thể nó cái làm cái cây lấy cái xe là nó móc á khèo khèo nó rớt xuống còn mình khèo ra ngoài là lấy cái ống thổi lại đó. Đây là cách cầm cồn và đối với tụi em này là thuốc cưng. Người ta đem con trăng không có đồng đọc, nếu đem rác thôi, đem rác có đồng đọc là không có làm. Nghe cả thầy, người ta hiểu là có trại rác của bằng cuối là chết nhiều quá. Nhờ, thầy không có chuyên về đồng đọc, rác có đọc thầy không rành. Làm rồi thì khi mất mạng, mình không có rành. Là nếu thầy làm trăng rồi được, thầy ví dụ như mấy con thú cưng, bắn không có đồng đọc, nó bị bệnh. Thì mình sẽ thảo luận các bài kế tiếp. Thì nó đem tới, thì tụi em lấy cái ống đò bằng dừa để vô cái đầu đó như vậy. Trường hợp nữa không có thì nó ví dụ trường hợp mà bắt nắp dĩ quá không có thì mình mở cái nắp này ra, lấy cái chai này nè, mở cái nắp này ra, lấy cái kéo cắt cái đáy này đi đó, tự nhiên không có nước rồi, rút cái đầu trang vô đây, mở nắp ra để nó thở mà lấy tay mình lại ở đây mình khám, mình làm gì mình làm để nó khỏi cắn mình.
đương nhiên ở tiệm, ở phòng mạch ta phải làm cái ống rất là xịn mới được tiền ta được. Chứ giờ đấy phải lúc này vô ta nói đợi bác sĩ là đi chứ. Còn mà có cái ống, ví dụ ống bằng thủy tinh gì đó hay là bằng nhựa, có điều phải trong ví dụ bất khả kháng mới dùng cái này để nó bắt cắn tay mình. Nó là cái bộ sát cách đối với dụ như là trăng hay là rắn không có đọc. Rồi bị tí chết thì lấy con nai làm tiêu chuẩn. Thì đối với động vật hoang dã thường chích vị trí ở chân sau, đây chân sau và khoai trước, giống như bò thổi vào đây và đây. Tại sao các em thấy có hai lỗ mà nó không ghi hai điểm mà cho không ghi một điểm? Đây đây lý do chưa cái vị trí ngay ở giữa đùi ra, đó là cái gì thần kinh đây không chích vào nó sẽ điện chân. Đây như đây là thứ hai điểm là như vậy. Bên này chú Yên thì nói kỹ hơn chút ha. Thì ở trên của con vật thì nó có một cái dây thần kinh thôi, chó và thú đều có. Đây nó nằm ở giữa hai cái đùi đó, giữa hai cái đùi. Mình lấy cái tay mình bóp cái đùi chó đó, cái đùi chó nằm đây, mình lấy tay mình bóp ngón tay cái vậy thì nằm ngay giữa cái ngón tay cái xuống được mình chỉ hình. Thì cái dây thần kinh này nếu mà mình thổi cái kim vào, thành chỉnh cái kim vào ngay cái dây thần kinh thì đương nhiên nó tổn thương con chó sẽ đi thải nát hay là bị liệt. Trước cái trường hợp là cái kim mà nó vào cái dây thần kinh mà nó hy hữu đó đó mà dây nó nhỏ sẽ to nó sẽ tóc vậy mà. Nhưng mà có một số thuốc mình chích kế bên thuốc nó lan tỏa ra và nó làm tổn thương dây thần kinh thì điển hình là đây là cái bài báo khoa học của một cái một tác giả, ổng mới làm thí nghiệm dê thôi, ổng chích cái alpha trim còn có triptofan và sulfapentoxazon. Cái này là cái loại thuốc tương ở Việt Nam mình có tương đương là cetrocin, nó giống như bactrim mà là uống đó, thì cái loại chích là cetrocin. Ổng chích cái đó thì sau thời gian một số con bị liệt. Các cái gì chích vào khi sau ngay cái bị lý dây thần kinh dây thần kinh á thì một số con bị liệt thì đau á. Do đó chúng ta thổi cũng chẹt chút. Đây các em thấy cái mặt máy chạy nó bị đưa vào đây đó, quay mấy cái video clip nó không chạy được qua cái màn hình rồi. Rồi đó các em thấy đó, nó bị chích vô dây thần kinh, chích vô kia sau mà ngay cái dây thần kinh nó liệt chó mà con chó đang dùng tới 5-6 ngàn đô đem tới mà không biết chích vô đó chứ cho nó liệt chi. Hai vị trí thì chỉ là lý do là như vậy đó. Thì cái dây thần kinh nó nằm ngay đây nè, dây thần kinh ở chó nó nằm ngay cái tay ông, tay của ông này nè, do đó bị chích tay. Đây là đây, cái kia của ta đây là đây. Thì thầy nói là bây giờ nó tiến bộ quá, thời của thầy thì siêu quê như họ đi cũng giúp tụi em ra trường xuống dưới quê làm việc. Cái dưới quê cũng thiếu người quá, cái tay cái đó thì thú y ta nói chắc cũng giúp cái dân y, thế nhờ chết thuốc có medicine thì nhờ chết, tại đâu có chết, tại vì mình không có học bên dân y, mình đâm đại vô mông ta đó giúp cho chó nó sẽ liền chết, nó sẽ liền chân, hiểu không? Mình không có cái này gì hết á. Đây là điểm này, cái anh đó làm tương cái này là chung của chú Yên trong cái chỗ đó, chú Yên ở xã nó lên thăm, vợ ảnh nó lên thăm, rồi nó nói bị đi chích nha, lên thăm xong tự nhiên bả đi vậy nè, chỉ đi vậy nè, chỉ cái chân chỉ đi vậy nè, nó không dám hỏi, tại vì mấy người cũng xa hơn có tập chút mà nói chi nó hỏi biết là nữ nữa. Cái lúc ngồi chơi rồi cũng là lên xong thì tâm sự nó buồn, hỏi sao nó ở xã trước đó là thiếu nữ bình thường đi chích thuốc xong biết người ta chích xong về đơn cho chích vô thì như thằng không ở người thầy chứng kiến luôn. Thầy tưởng là ban đầu bị sốt tại đi cái gì đó, nó nói đi chích thuốc nhiều chứ nó mình không rành người nhà mình cô bác cháu nhờ chích rồi cũng nghĩ là bác sĩ vui có học ngày nào cũng vui ấy do đó chồng mèo thầy làm mọi người đừng có được tới thầy đúng không ạ. Thì bị đi chích là như vậy. Nói chung ở tú thì bị đi chích đó
ở trên sau đây mà chi trước ở khỉ á là chích chúng người chích này cơ chân sau chi trước sẽ trở lại cái bài này chi tiết khi mà bị chích ở khỉ trong cái bài dinh dưỡng. Về cái chuồng nuôi thú thì cái chuồng nuôi động vật hoang dã, xin lỗi trở lại cái chuồng vận chuyển thì nó khác nuôi thú ở biển, làm dùng trâu bò cái cửa mình đưa thú vô nó vẫn có bản đề như vậy, mở ra mở vô như vậy. Nhưng mà đối với động vật hoang dã làm bản đề như vậy đó, nó ủi một cái là bay cửa là nó xuất ra, do đó người ta không bao giờ ta làm bản đề như cái cửa này, ta làm hình chữ V, hình chữ N, hai cái thanh sắt hình chữ L nó kẹp cánh cửa lại, nghe thấy không? Đó chữ L là vậy nè, ta cửa là đẩy lên đẩy xuống, cửa đẩy lên đẩy xuống. Thì cái hình này giờ thấy hiểu chưa? Anh công nhân đứng đây, anh kéo cái cửa lên, luồn cửa vào, như vậy ha, và lấy xuống chỗ này để cho nước, và trong quá trình chuyển không cho thú ăn, có thể cho uống thôi không cho thú ăn. Một số trường hợp nó quá đuối không mà cho nó ăn vô cái nó mắc nghẹn á, nó có còn trường hợp này vận chuyển xong nó chết, mổ ra thấy cục thịt nằm chặn ngang giữa khí quản và thực quản ngay vậy, không rõ lý do cho nó vẫn không cho vận chuyển không ra cho uống thôi. Ví dụ đây là chuồng nai thì mình làm gỗ thú ăn thịt, nhưng còn beo thì làm dữ dàng vậy, còn con nai thì có thể làm khung sắt và bằng máy, mà cũng cái cửa cũng kéo lên kéo xuống không có mở giống như cửa này, tuyệt đối không làm mở cái này. Và đối với thú chúng ta nên vận chuyển vào ban đêm, không vận chuyển vào thời tiết nóng như vào cái giờ này trở đi và hết có thể nó chết nhận được do nó. Thứ nhất vô trong cái chuồng này thân nhiệt đó, do trong cái chuồng này nhiệt độ nó cao lắm. Một điểm nữa là khi gây mê thân nhiệt cao, đưa vào chuồng này thân nhiệt cao, bỏ lấy xe tải giống như cái hồng mà nó có hồng nó chết, thì nên người thầy cũng đã bị chết do vận chuyển nó qua nóng, do đó người ta vận chuyển vào buổi chiều, buổi sau 5 giờ trời mát và chuyển là an toàn nhất. Rồi bây giờ chúng ta về nói sau khi tập hợp rồi được cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái liều thuốc. Nếu mà bị thu y thì sẽ nói chi tiết hơn một chút. Thì cái việc mà cái liều thuốc này nó liên quan tới cái phân loại động vật, lý do là thường các nhà khoa học chọn những con có những đặc điểm sinh học giống nhau vào các nhóm thuốc và là phân loại động vật. Thì chính những cái đặc điểm giống nhau này, ví dụ những con của cùng lớp, một bộ vâng vâng, thì chính cái đặc điểm sinh học mà nó giống nhau vậy đó, do đó nó bị chăm sóc nuôi dưỡng điều trị cũng giống nhau, liều thuốc cũng tương đối nó giống nhau, do đó nó nói qua cái phân loại. Thì con mật thì các em cũng biết rồi, theo khoa học thì các nhà khoa học muốn tất cả những sinh vật có cái đất này có một tên chung là tên khoa học, và các nhà khoa học đã thống nhất dùng tiếng Latin để đặt tên cho những cái tất cả mọi sinh vật có cái đất này, gọi là tên khoa học. Lý do trước đây tiếng Latin rất phổ biến, trong ví dụ ta dùng tiếng Latin để ghi lại các sự kiện khoa học như là Galileo ghi lại sự di chuyển của các hành tinh vân vân, trong kinh thánh cũng sử dụng cái tiếng Latin, nhưng ngày nay tiếng Latin đã thành từ ngữ rồi, tức là không còn xài nữa, và các nhà khoa học sử dụng tiếng Latin để đặt tên cho các con vật gọi là tên khoa học. Thì cái tên Latin nó gồm hai phần, ví dụ con cọp đặt tên là Pantherantigris, đây là giống, đây là loài. Giống cái gì? Loài bình thường chúng ta đánh dấu loại in nghiêm trong máy vi tính, như vậy khi mình sẽ đúng cái con vật hai tên là giống hay là loài. Ngoài ra có trường hợp ta thấy có ba tên, đây là giống loài, đây là phụ loài. Phụ loài là cái gì? Phụ loài
anh chị sẽ ngăn cách địa lý của một cái loài. Ví dụ trước đây ta cho là từ nguyên thủy của cột nó xuất phát, nó phát hiện nó có từ ở Trung Quốc, và sau đó thì nó tập sang ra sau đó cột còn dân số còn ít, cột nó đi qua Mã Lạc, nó đi qua vùng A Mua của Nga, do đó có cột A Mua đi Ấn Độ, Mã Lai, vùng Đông Dương mình. Thì sau thời gian thì cột này nó bị cô lập địa lý, tất cả các cột ở Ấn Độ nó không thể nào qua, nó do vốn của cột ở bên Đông Dương. Đông Dương là cái tỉnh Việt Nam Lào Campuchia đó, và cái cột này nó bị cô lập đó nhiều ngàn năm, và nó mang cái đặc điểm bị cô lập đó gọi là vụ loài, cũng như là cột cột Bantarathimis Mangalensis có phải Ấn. Đọc cái tên lên và biết là vùng Mê Giang Ấn Độ là vụ loài. Như vậy là phụ loài chỉ sự cô lập về địa lý, và nó nói thêm cái tên của vùng địa lý đó. Ví dụ cũng là cột mà con yêu sẽ đúng thấy Pantarathimis cột đắc thi, ví dụ vậy là đặt tên cho con cột ở Đông Dương. Đông Dương tức là Việt Nam nào đâu chia, tương tự như vậy là phụ loài. Rồi thì trong cái chương trình đó, mình sẽ học, mình sẽ khảo sát năm cái lớp, ba cái lớp sau này: lớp thú, lớp chim và lớp cỏ xác. Thì lớp thú sẽ lớp thú là những con vật đẻ ra con và nuôi con vào biến sữa, và thân nhiệt nó ổn định và là lớp thú. Và để nghĩa lại lớp thú hay là lớp thú có vú, tên gọi là mammalia, là những con vật đẻ ra con và nuôi con vào biến sữa, thân nhiệt ổn định. Ví dụ con người chúng ta là 37 độ, lúc nào cũng 37 độ hết, bị vi khuẩn vi trùng xâm nhập, số tăng lên 39 độ, đó gọi là số. Đa 37 độ, tuôn xuống còn 35 độ, 36 độ là sắp để được, tức là sắp chết. Ví dụ như vậy á, thì ta chỉ có uống thì là 37 độ. Rồi, linh chiên, thì đây cũng là động vật đáng nhiệt và nó có thân nhiệt cao hơn là thú. Lát mình sẽ thấy tại sao. Sau khi mình khảo sát cái trao đổi chất cơ bản, thân nó có lông màu hồng, nó không có răng, mà cơ thể có túi khí. Những cái túi khí thì giúp cho nó có vai trò trong việc hô hấp, và cũng như để cho cơ thể nó nhẹ, nó bay được. Rồi màu sắc là những con vật biến nhiệt, thân nhiệt có thay đổi theo nhiệt độ môi trường bên ngoài. Và đối với thú y chúng ta thì chăn nuôi, đối với thú y và chăn nuôi thì bò sát lưu ý một điều quan trọng nhất là cái khả năng và đề kháng bệnh của nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ môi trường bên ngoài, và thân nhiệt có thay đổi do nó không có giá trị trong cái việc chuyển nó bệnh. Rồi đây là con vật ham bộ gián đoạn và thân nhiệt nó thay đổi, mình sẽ khảo sát thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ khảo sát trong những bài kế tiếp. Như vậy á, những con trong cùng một lớp thì đã có những đặc điểm sinh học giống nhau hơn là những con khác lớp. Thì ví dụ linh chiên, nếu chúng ta lấy con đà điểu so với con gà, hai con này có nhiều đặc điểm sinh học giống nhau cùng một lớp hơn là lấy con đà điểu mà so với con cá sấu. Nó khác loại là những con trong cùng một lớp nó có nhiều đặc điểm sinh học giống nhau, còn những con khác lớp là không giống nhau. Do đó thì việc chăm sóc nuôi dưỡng về thú y có những đặc điểm tương đồng với những con trong cùng một lớp. Dưới lớp là bộ, ví dụ một tố ăn thịt nó càng gần gũi hơn nữa, mà dưới họ, dưới bộ là họ, thì các con loại này cũng giống y chang con loại bên thầy thầy cương, con loại khí sinh đồ của em đó, thì cái con loại chung của sinh vật mà đâu có gì mà khác biệt đó, nó chỉ khác tên họ, tên lên thôi, ngày nọ thôi. Ví dụ như họ Nematoda thì ví dụ lớp Nematoda thì ví dụ như là lớp bò sát, ví dụ v.v. Rồi thì thầy giới thiệu sơ để lát nữa mình những cái bài sau. Đây là chân con ngựa, cái móng đây là móng của chân con ngựa, để ta gọi là con có chân giống con ngựa gọi là thú móng vuốt, để sau gọi gỡ ngà ha, thú móng vuốt để sau gọi gỡ ngà. Con này hình dạng nó giống
như là bò sát, nhưng con này là lớn thú. Lý do con này con trúc là con tinh tê, lý do nó đẻ ra con, và tên gọi của nó là Manis Javanica tinh tê. Nó đẻ ra con, tuy nhiên con không bú 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 mẹ, như các con này xếp vào lớn thú dầu hình dạng là bò sát. Con này con dâu hình nhà là bò sát đấy. Rồi cái bộ thuốc linh dược là tay có năm ngón, ngón cái nữa, tay có năm ngón và nó bóng dưới người, thì cho cái hình này đến lúc mà qua cái phần linh dược bên ngoài ngỡ ngàng hay chút chút là rất nhiều luôn. Rồi bây giờ cái thuốc điều trị của động vật hoang dã, bây giờ hiện nay có hai loại thuốc, là thuốc của người, thuốc sử dụng cho người và thuốc sử dụng cho gia súc. Thì về nguyên tắc hai loại thuốc này là giống nhau. Đây là ví dụ BDC, giờ ta nhập nguyên tồn nguyên liệu từ Pháp về hay từ Trung Quốc về, bổ sung như vậy, ta dùng ta điều chế. Nếu bị người điều chế theo quy định rất là nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn gì đó mới được phép xin con người cũng cái công ty xin đó đem về. Nếu bạn thầy có cái nhà máy sản xuất thuốc thú y, họ chế ra những cái lọ thuốc DC bán để tiếp theo bò vân vân, thì cái thuốc của người mà lấy thuốc cho thú y quá tốt thì có giá thành hơi cao chút, nhưng mà ngược lại thuốc thú y mà đem qua thuốc cho người là vi phạm pháp luật, là bị đưa ra tòa vân vân. Thì nó nguyên tắc thuốc thú y với thuốc con người là giống nhau về nguyên tắc, nó khác nhau cách bào chế thôi. Đó, một cái là rất là tinh xảo, nghiêm rất là kỹ. Thì đối với động vật hoang dã, thì bây giờ đối với gia súc về học á, về cơ bản ví dụ có vi trùng trong ong, vi trùng trong dương, phải mà có khi nhiễm trong ong, đối với một số loại chúng ta có thể sử dụng một số thuốc để chống vi trùng trong ong như là streptomycin, mở đường giải nhất dễ hiểu đi. Rồi ví dụ trong dương để xài BDC để tiêu diệt một số vi trùng trong dương. Nếu nhiễm cả trong ong trong dương, xài cả BDC và streptomycin, thì nói cái ví dụ đơn giản nhất cho nó dễ hiểu. Chứ bây giờ thuốc đã thế hệ thứ 4, thứ 5 rồi, thuốc kháng sinh đó, thì đối với động vật hoang dã nó cũng giống như con heo con bò, nó cũng nhiễm trong ong, nó cũng nhiễm trong dương, nó cũng nhiễm vi trùng kết ký sinh trùng máu phi cô plasma, nó tương tự như là ở bên người. Con cá sấu đi phổi nó cũng nhiễm trong ong như là con heo nhiễm vậy thôi, có khác cái bản thân nó là cá sấu. Do đó thuốc của người hay gia súc đều sử dụng được cho động vật hoang dã, khác nhau là cái liều, hiểu không? Khác nhau là cái liều như thế nào thôi. Ví dụ ở người trong các bệnh viện khi giải mẫu xong người ta hay chích cái cefazolin, thành ra ví dụ nha, đây chỉ là ví dụ thôi. Bây giờ có thể thay đổi tại bệnh viện là thuốc kháng sinh nó vi khuẩn nó khác, kháng thuốc liên tục, do đó người ta xài kháng sinh thế hệ mới. Nhưng trước đây ta xài cefazolin những người nhiễm trùng sau phẫu thuật. Rồi bây giờ cái con trùng hồi nãy đó là ví dụ đơn giản dễ hiểu, tác nguyên đường đây và nó bị 3-4 ngày rồi không nghe nó mới phát hiện. Giờ những người nhiễm trùng trên cái khâu lại thầy cũng xài cái này, khác nhau cái liều thôi. Atropin, một số con gây mê chúng con nãy đó, ví dụ con trồn nãy đó, thầy gây mê để không bị thương, mà do tác dụng thuốc mê nó chảy được bọt nhiều quá, nó chảy được bọt đầy ra cái ra để đó để giảm bài cái bọt thì cũng chết atropin như là chó đeo tối, hiểu mà nguyên tắc giống vậy thôi. Rồi bây giờ con nai bây giờ nó đẹp, nó mình nuôi nó sinh sản được bây giờ nó có bầu, sao nó đẻ con, bây giờ nó đẻ qua một đặc yếu quá, cái chân nó lòi ra rồi mà nó đặc yếu quá, dịch tăng từ cái con bốt tử cung sản oxytocin giống như là ở heo và bò thôi, khác đều thôi. Về thuốc như vậy, thuốc của người và gia súc được sử dụng cho động vật hoang dã khác nhau cái liều.
Rồi, về tổng quát, do thầy nói ở loại đó, thì chú họ mèo, thì mình sẽ có một chương, một cái bài riêng về chú họ mèo. Nhờ nói tổng quát, chú họ mèo đó, là những con vật mà nó có cái vuốt mà nó co duỗi ra được trong cái bao da, trong cái có mèo nhà. Nếu mà trọng lượng nó tương đương với mèo nhà lớn hơn chút đỉnh, thì cái liều thuốc giống như mèo nhà. Thuốc bảo vệ còn có mèo rừng, các loài mèo rừng. Rồi cột keo vân, nếu trọng lượng nhỏ thì cái liều giống như mèo nhà. Còn trọng lượng lớn cả tâm dưới thì dùng công thức để tính. Các loài trồn thì liều thuốc giống như là mèo nhà. Các loài chó sói liều thuốc như chó nhà. Gấu cái trọng lượng lớn dùng công thức để tính. Các loại thuốc có vuốt như mình nói, các loại hươu nai cho nên thì đều giống như trâu bò. Nghĩa là sao? Con nai là trăm ký, giờ nó vi khuẩn thì chúng ta chích cái liều thuốc giống như con bò trăm ký. Chích thuốc gì thì áo bò để vi khuẩn, tụi em biết rồi, tụi em nói đây. Heo rừng và heo nhà đều giống nhau. Và bữa nay đi làm có cái con heo rừng bị bệnh cái sợ thì chích heo rừng và heo nhà giống nhau. Tuy nhiên heo rừng á, là nó dùng cái ống thổi này nói, không có dùng cái ống thích thông được, nó sẽ cắn này. Heo rừng á, do đó dùng cái ống thổi thôi. Còn nếu mà dùng cái ống thích heo nhà đưa sang con thì nó cắn tông, nó cắn mình nữa. Còn liều thuốc giống như heo nhà. Mấy con có trọng lượng lớn như là voi 2-3 tấn, phải dùng công thức này lên. Các cái loại thuốc bổ linh dưỡng, tức là các loại hỉ, vượng á, thì liều thuốc giống như là người. Giống như ở người mà liều của trẻ con. Tại sao là liều của trẻ con? Lát nữa sẽ chứng minh bằng cái bài toán ca tôi biết các bạn. Nói lại, các loại thuốc linh dưỡng trọng lượng nó tối đa cho 15 kg thôi, thì liều thuốc giống như ở người, nhưng mà liều trẻ con. Lý do con vật có thể học càng nhỏ, cao độ chất cơ bản càng cao. Đối với cái loại chim hoang dã thì liều thuốc giống như liều của gia cầm, trừ đà điểu phải dùng công thức để tính. Do đà điểu cái mạnh dùng 70-80 kg, tối đa là 150 kg, do đó phải dùng công thức để tính. Và các bạn đã biết con vật càng nhỏ liều càng cao, phải mà con vật có động lực càng nhỏ liều thuốc càng cao. Do đó nếu bây giờ mà mình lấy cái liều của con nhỏ mà mình nhân lên con đà điểu 150 kg là nó sẽ ngộ độc thuốc. Lát thì sẽ chứng minh là con vật càng nhỏ liều càng cao. Thầy ví dụ đây, thuốc của gia cầm như sao? Bây giờ cái thuốc là bio phạm ma của bio phạm ma, thuốc cái androfoxacin của bio phạm ma ta bán ra thị trường để phòng ngừa gia, để phòng bệnh cho gia cầm. Thì ở gia cầm chủ yếu phòng bệnh là chính. Khi bị bệnh rồi, thuốc bỏ vô thức ăn, nước uống không có tác dụng. Lý do nó không uống, gần như không uống không ăn, họ đâu phải chết, do nó phòng bệnh là chính. Thì cái liều này phòng bệnh cho gia cầm thì ta có thể phòng bệnh cho tất cả những loại chim hoang dã khác. Thầy ví dụ, thầy có một dãy chuồng nuôi dài đây ra khỏi nhà, nuôi cả mấy ngàn con đủ thứ loại chim, công, thủy rồi, các loại chim đủ thứ, vẫn phòng bệnh. Pha vô cái này, để thầy pha 20 lít nước để đổ tất cả các máng cho ta. Thì giờ 1 ml cho 4 lít, thì giờ là 20, lại có 5 lần là 5 ml pha cho 20 lít, đổ hết các máng cho nó uống. Con vật càng lớn nó uống được thể tích lớn hơn, con công nó sẽ uống được thể tích thuốc rất nhiều lần. Thì con ví dụ như con khỉ đỏ hay là hai con gà như vậy đó. Rồi các cấp thuốc thì chúng ta có thể như ra trình bày hai cách là cho miệng nếu con vật bị vết thương hoặc là sổ đại vân vân. Còn trường hợp khi nó đã bị bệnh, khi nó nhiễm vi khuẩn cái virus thì bắt buộc chúng ta phải chích thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần hơi khó chút. Chúng ta qua phần hơi khó chút nha. Để các em học dược cũng biết rồi. Đa số các loại thuốc kháng sinh có bây giờ có liều của người nhưng không có liều của gia súc.
nhất là các sinh mới của người có điều mà không có điều chó mèo nói gì điều của động vật hoang dã, phải không ạ? Do đó để có thuốc kháng sinh mới, có liều của người, dựa vào đó chúng ta sẽ tính liều của thú chim và sát, đúng không ạ? Thì sẽ trình bày cách tính liều cái động vật hoang dã dựa vào thuốc kháng sinh đã có của người, đã có người chúng ta đã biết liều rồi, đó ạ, biết liều lượng rồi, ngày thuốc mấy lần là uống bao nhiêu, tiếp bao nhiêu, rồi. Thì để tính liều thuốc cho đồng bào giả, cái nhà khoa học tôi dựa vào cái gọi là tao đồng chất cơ bản. Tao đồng chất cơ bản là cái gì? Thì tao đồng chất cơ bản là cái số kilocalo cần cho một cái con vật thú chim hoặc là bò sát trong 24 giờ ở trạng thái nghỉ không hoạt động, ở trạng thái nghỉ không hoạt động về thể xác cũng như tinh thần. Sẽ ví dụ như tinh thần đó, là biết đâu nằm yên mà bị ta đánh thì ồ, ví dụ như vậy đó, cho nó ở trạng thái nghỉ không hoạt động, thì do đó ta dùng gọi là trao đổi chất cơ bản. Thì các nhà khoa học mới tính được công thức, tìm được công thức để tính trao đổi chất cơ bản của người hay của thuốc chim màu sắc, và công thức sau đây: Q là trao đổi chất cơ bản, tức là số kilocalo cần trong 24 giờ đó trong con vật á, bằng trọng lượng cơ thể lý tưởng 0,75 nhân với k. Mình tùy theo thú chim bò sát mình thế vô, nếu thú thế 70, chim thế 78 và bò sát thế 10, chúng ta sẽ tính được số kilo calo cần cho con vật trong 24 giờ gọi là ở trạng thái nghỉ ngơi, và là trao đổi chất cơ bản. Đây, ví dụ có 3 con thú nặng 20kg, chim nặng 20kg và bò sát nặng 20kg. Chúng ta thế vào 20kg cũng đến từ 75 hết. Tuy nhiên, nhớ nha, thú phải thế bằng 70, chim thế bằng 78 và bò sát thế bằng 10. Đây là công thức quy định, được chưa? Rồi, để tính cái lý thừa này nè, em lấy ai vô Google nó lấy 20, ấn cái vô hớ này nè, ấn vô hớ 0.75, enter, nó sẽ ra kết quả của 20 chỉ được 0.75, được chưa? Và nó nhân cho 70 thì ra số này. Trong ba cái kết quả này, các em thấy trao đổi chất cơ bản cao nhất là ở Đà Điểu, 737.1 kilocalo ngày. Kế đến là thú 662 kilocalo ngày, thấp nhất là cá sấu 94.5 kilocalo ngày. Như vậy với ba con cùng trọng lượng mà ở chim trao đổi chất cơ bản là cao nhất, kế đến là thú và sau đó mới là bò sát. Và cái trao đổi chất sở dĩ sử dụng trao đổi chất cơ bản để tính liều thuốc, tại vì trao đổi chất cơ bản đang được cái việc hấp thu và bài tiết các chất đưa vào cơ thể. Con vật có trao đổi chất càng cao thì đưa vào cơ thể nó sẽ bài tiết ra rất nhanh. Những này như là chim, như là gà, con vật cùng trọng lượng, nếu cùng với thú nó sẽ ăn một cái lượng thức ăn trong một ngày, nó sẽ ăn cái lượng thức ăn nhiều hơn con thú. Thì đó, ví dụ con Đà Điểu nặng 20kg nó sang nhiều thức ăn hơn thú nặng 20kg, vì trao đổi chất cơ bản nó cao. Trao đổi chất cơ bản ảnh hưởng tới việc hấp thu và bài tiết các chất đưa vào cơ thể. Trao đổi chất càng cao thì đưa vào cơ thể bài tiết càng nhanh. Ngược lại, trao đổi chất cơ bản càng thấp, như là cá sấu, đưa vào nó bài tiết rất chậm, do nó ở cá sấu thì 2-3 ngày mới tiết và sẽ nó xong. Cái này nó chơi thôi á, bên tôi nó chơi thôi. Để tính cái lý thừa chúng ta có thể tính cách tính sau đây. Cái này nó chơi tôi không cần nhớ, vô Google gõ ra rồi cậu mình cái tính phân. Hồi xưa mình học A lý thừa em đến em bằng căn bậc em qua lý thừa em. Ví dụ căn bậc 4 qua bằng 2 lần căn bậc
43. Ví dụ đây là A lấy từ 112 mà căn bậc 2 của A. Bây giờ để giải quyết cái này không phải là không phải để làm ta tách ra bằng 3/4. 3/4 nó sẽ bằng căn bậc 4 qua 2 người điện từ A. Nó đây dễ rồi. Chúng ta lấy điện thoại ra ứng. Cái này nó chơi thôi, không nhớ, nó đi thì đi. Ta lấy 20 x 20 x 20 nó là 8.000. Căn bậc 4 của 8.000 nó bằng 2 là căn bậc 2. Lấy 8.000 ấm lần thứ nhất căn bậc 2, ấm lần thứ hai căn bậc 2, nó sẽ là kết quả. Rồi nó để giải quyết cái điểm trừ cho 75 nè. Cái này nó chơi thôi, không cần nhớ. Không cần nhớ, còn không chỉ vào Google rõ 20 dấu ớ 0.75 enter là nó ra kết quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đây là bài toán mẫu để chúng ta dựa vào cái thuốc của người để tính liều thuốc cho động vật khi chưa có liều thuốc của động vật. Nếu có rồi tôi không làm. Thế các bạn, ví dụ là thuốc có của người mà thú y nó ghi luôn, nó ghi luôn chó bao nhiêu, mèo bao nhiêu, đâu bỏ đi thôi làm gì nữa. Còn chưa có, đa số các loại vaccine là chưa có thì chúng ta tính sau đây. Đây là ví dụ nha, chứ cái đây là ví dụ, là ví dụ thôi. Bây giờ cái amikacin là thuốc của người, liều là 500mg cho một lần, tóc thì chích ngày gấp 2 lần, ngày gấp 2 lần. Bây giờ đây là thuốc của người, chưa có liều của thuốc tiêm bò sát. Chúng ta dựa vào cái này để ta tính liều của thuốc tiêm bò sát. Bây giờ ta ví dụ, chúng ta muốn tính liều điều trị của con bò sát là 4kg. Nghĩa là, rồi. Cái này rất dễ gặp phải không? Mà đối với em, thầy nói sẽ nói cái con khác xin lộ. Ví dụ bây giờ em thấy con rùa cái gì vậy? Tụi em gửi mẫu đi làm khác xin lộ. Làm khác xin lộ. Ta tìm ra vi khuẩn đó nhiễm Pseudomonas. Nó ghi tên nhiễm Pseudomonas. Và cái thuốc nhảy, những thuốc nhảy với Pseudomonas trong đó có amikacin. Mình có liều của người có cái kích cầu lùa bao nhiêu để dùng công thức để đến. Rồi giờ để tính chúng ta đến sau đây. Thứ nhất, bài toán nào cũng phải giúp mẫu này. Ta quy ước rằng một người nặng 50kg, sẽ lặp lại quy ước là người nặng 50kg của mình. Ta tính cao độ chất cơ bản của người đây là 10 thế vô, người là lớn tú thế 70, thì sau khi chúng ta nhân với 70 chúng ta là 1.316 kcal. Cái này được chưa? Đây là trao đổi chất cơ bản của người. Mà cái thuốc mà cấp cho người á, 50kg á, là 500mg một lần cấp. Do đó ta lấy 500 mình chia cho 1.316, nó sẽ là số thuốc cấp cho 1 kcal trao đổi chất cơ bản. Vậy tóm tắt chúng ta quy mỗi thuốc ra trao đổi chất cơ bản là liều của 1mg. Liều chúng ta quy mỗi thuốc ra số thuốc chất cho 1 kcal trao đổi chất cơ bản. Đúng không ạ? Rồi bây giờ bài toán nào cũng phải làm để hết. Bây giờ con vật mình điều trị là con bò sát. Nếu là bò sát thế cho đây 10. Bây giờ có đem tới con chuồng 4kg thế bao nhiêu? À 70. Nó đem tới con công cũng 4kg 78. Chỉ là cái này là cái mẫu thôi, tùy con mình thấy vô. Bây giờ đem bò sát rồi đem tới 10 nhân cái như vậy ra kết quả là 28 kcal. Mà thuốc của 1 kcal mình đã biết rồi. Đây thì là thuốc của một lần điều trị 38 x 28 x 28. Như vậy chúng ta đã tìm được thuốc cấp cho một lần điều trị rồi ha. Rồi bước kế tiếp chúng ta sẽ tính số lần cấp ở người một ngày cấp 2 lần, vậy ở một sát mấy lần để tính cái này.
chúng ta xem một ký của người đó, cần số kilocalo cho một ký của người, một ký hơi của người cần bao nhiêu kilocalo trao đổi chất cơ bản. Chúng ta đã biết rồi, một người 50 ký là 1.316 kilocalo, do đó một ký chia 50, 26.32 số kilocalo cần cho một ký thể tạo người, số kilo trao đổi chất cơ bản. Tương tự như vậy nó làm cho con thú bị bệnh, 4 ký trao đổi chất cơ bản là 28.28, do đó một ký chia là 7.7. Rồi chúng ta làm nguyên tắc cảm xúc. Chỗ này là khó nhất và nhiều người lộn, tức là công sức làm tới đây rồi sao bắt đầu cái là làm ví dụ như vậy, tới đây mà làm không đúng được coi như là bài toán rất khó. Chúng ta làm nguyên tắc cảm xúc đối với người một ký thể trọng thì trong nguyên tắc cảm xúc cần trong cái khoảng là 26-32 kg calo một ngày trong suốt 2 lần. Như vậy con bò sát hay là con thú hay là con chim mà cao được cái cơ bản của một ký thể trọng là tiền này thì cần bao nhiêu. Chúng ta làm quy tắc cao suất nhân chéo cộng với nhau, nhân chéo và chia cho cái này, nguyên tắc là nhân chéo bằng cho nó đại nhân số cộng chia nhân chéo này. Làm bài toán nó sẽ ra nhân chéo là cái gì? 707 nhân cho 2 chia cho 26.32 đó là 0.53 lần một ngày. 0.353 có nghĩa một ngày nửa lần. Đã bằng một ngày nửa lần à? Một ngày bây giờ ta là 0.5 đi, 0.5 một ngày nửa lần, các đồng ý vậy đó. 0.24, xin lỗi trở lại, 0.5 tức là 2 ngày một lần, để nó nhầm. 0.5 là 2 ngày một lần. Bây giờ 0.25, 1 ngày. 0.3, 3 ngày. Rồi mình điều chỉnh cao, mình sẽ điều chỉnh. Rồi, bây giờ cái này nếu mà 0.5 là 2 ngày một lần, không điều chỉnh gì hết. Nhưng mà khổ cái gì còn 0.03 nó dư nè. Thế số 3 chưa? Đây nó là 0.57, 0.58, 0.55. Mình phải điều chỉnh cái dư này nè. Nếu mà 0.50 thì không có điều chỉnh gì hết á. Do nó có cái lỗ là cái lần số lẻ này, chúng ta phải điều chỉnh. Điều chỉnh á là lấy số thuốc nhân cho 0.53 nhân cho 2, nó sẽ ra đây là thuốc. Nếu mà đây là 0.50, 2 nhân với 0.50 nó là 1, khỏi cần điều chỉnh. Còn đây phải điều chỉnh. Như vậy ngày 3 lần, xin lỗi 2 ngày 1 lần là thuốc đây. Tại đó nếu mà không chặn thì mình phải điều chỉnh nha. Ví dụ 0.25 khỏi, 0.3 là cỡ nào cũng phải điều chỉnh hết. 0.50 khỏi điều chỉnh, 0.556 thì nó 57 thì nó 0.6 mà lấy tròn. Ví dụ rồi ở đây sẽ chứng minh con vật càng nhỏ thì cấp liều càng cao. Đây chứng minh, trước tiên chứng minh chúng ta phải định nghĩa liều thuốc là gì đó mà. Trước khi chứng minh làm lại cái phương pháp trước này sẽ giúp chúng ta chứng minh được con vật càng nhỏ liều càng cao. Trước khi chứng minh định nghĩa liều là gì, liều thuốc là số lượng cấp một lần, đơn vị là miligam cho một ký trọng lượng cơ thể, được chưa? Một ký bao nhiêu á thì gọi là liều. Cái này là dose, còn dosi là liều lượng, còn cái số lượng cấp luôn. Ví dụ như là 500 miligam để cấp 2 lần, nó gọi là dosi. Còn ví dụ là liều á, 10 mg cho 1 ký, đó là liều của người vừa rồi đó, gọi là liều. Rồi bây giờ sẽ đáp ứng mới chứng minh là con vật càng nhỏ thì càng cao. Với con cá sấu này 200 gram đó,
cũng phương pháp đó, mình sẽ tính ra về chất cơ bản của nó ra, mình phải đổi 200g để ra ký, do đó là không phải đơn vị tính là ký mà, thì mình tính trao đổi chất cơ bản, thì nó đang chứng minh con vật càng nhỏ thì càng cao, so sánh cái liều của con vật nặng 200g và con vật nặng 2 ký, xem con nào liều cao. Đối với cá sấu nặng 200g, mình đổi ra ký là con cái thai, mình làm bài toán, thì trao đổi chất cơ bản của cá sấu nặng 200g sẽ là 3 kcal. Rồi. Bây giờ mình phải đổi cái gam để 3 ký. Phải đổi gam để 3 ký. Xem 1 ký là bao nhiêu nhân cho 5. Nó sẽ là 15 kcal này. Mình đổi sở dĩ mình đổi ra ký là để mình tính liều. Liều thuộc là số lượng cấp cho 1 ký. Nếu mà mình đổi là cũng là như vậy đó. Do đó mình nhân cho 0.38 nhiều để vừa tính. 0.38 là số thuốc cấp cho 1 kg là ra được chất cơ bản, nó sẽ là 5.7 mg lý thể đồng. Đó là liều thuốc của con vật này, của cá sấu nặng 200g. Thầy đã nói lại, liều thuốc là số mg thuốc cấp cho 1 kg thể trọng. 1 kg thể trọng thì cái liều đó. Cá sấu nặng 200g để nguyên ra được chất cơ bản ở đây. Bây giờ mình cần cái mình cần trao đổi chất cho 1 ký thôi. Rồi là 6.45 nhân với liều thuốc là 2.45. Như vậy cho 1 ký thể trọng, đây là liều và đây là liều. Con trên liều thuốc là 5.7 mg 1 ký thể trọng, con dưới 2.45 mg 1 ký thể trọng. Động vật càng lớn, trao đổi chất cơ bản giảm, do nó liều nó giảm. Ngược lại, con vật càng nhỏ, trao đổi chất cơ bản càng cao, thì liều thuốc càng cao. Được chưa? Đây chúng mình nè. Rồi. Em nào đánh về nhà làm thử về con này để buổi sau khi để dễ cái riêng ngắn gọn Simpoxacin nhiều người đều nó y chang ngày đấy, đều nó đang viên gan ngày 2 lần. Giờ tính liều cho cá sấu nặng 200g và 2 ký ngắn gọn thôi. Simpoxacin 200 500mg lần ngày 2 lần mỗi người, quy định là 50 ký. Tính thử cho liều cho cái con đó, hay là thời điểm cá sấu thì tính thử cho con thú đi, về tập làm thử qua sao mới hỏi đi. Cái này rất quan trọng khi sao ra hành nghề để làm, thì thầy có tập mấy cái lớp trò, nhiều anh ta bỏ không mặt rồi, em đi lớp trò phải là bỏ mấy chục năm này, có nhiều anh con nó 40 mấy tuổi, mà còn rất có kinh nghiệm tại vì anh làm nhiều rồi, anh rất có kinh nghiệm. Và cuối cùng thầy trình bày cái này thì thầy nói là đối với tụi em là trình bày bắt tắt để không có thời gian, còn lên cao học nguyên một cái chương về cái này, nguyên một cái chương về tính liều thuốc, tụi em áp dụng thôi. Anh gọi nó hỏi nó thầy đã tính xài, tức là phi ngang á, anh biết ngang như vậy nè, mà nó xài phiên ngang như vậy. Đây bây giờ là thuốc Aero, thuốc Abicacin liều như vậy. Mục tiêu là người nặng 50 kg, có phải 50 kg chia cho 500 ra là 50 là 10 mg cho 1 ký thể trọng không? Đó. Bây giờ con chó 7 kg là cái đấy 10 x 70 ra 70 mg, không đủ. Em làm thử đi, làm thử không đủ. Cái liều của cháu 7 ký sẽ cao hơn cái 70 mà tính theo phương pháp viên ngang là nhiều. Từ xưa thì anh lấy 10, cho 7 ký, anh chết 70, thầy ra không. Phải một cấp nữa lên, nếu mà tính theo cao được các bạn. Hả? Thấy chưa rồi? 301 thì phải dùng cái cao được các bạn, còn phía ngang thì không được. Phía ngang thì là sai. Đó. Còn phía ngang mà đối với bò sát là bò sát sẽ chết. Yeah.
vào đây. Nhớ đi ra nha. Đấy, khi bạn nhớ vào. Đây, đây là thuốc mình mua vậy. Đó là lần chích 500mg ngày 2 lần. Mà mình lấy quy ước là người nặng 50kg. Có phải 1kg là liều là 10mg không? Ngày 2 lần là thầy xách con bò sát tới 4kg và đưa tụi em. Và nói giờ em làm các sinh đồ cũng giải quyết. Nó ra là amikacin. Giờ em rút amikacin ra liều 4kg, em chích 40mg. Đúng không? Thiên An thầy nói cơ sở nào mà bác sĩ chích 40mg? Nói dạ bò sát sao người vậy? Nó tầm bậy quá đáng, không có cơ sở khoa học. Thì bây giờ đây giờ đó nha. Nếu bò sát 4kg thì 40mg giờ đây. Hỏi xin như vừa nói 10mg cho 1kg, 4kg nhân lên 40mg một lần. Thì sai rồi, lần ngày 2 lần 40mg, 80mg 2 ngày 160mg. Trong khi mình tính á, là 11,8mg 2 ngày cấp 1 lần. Mà trong khi đó mình cấp cho nó một liều tới 160mg, có phải gấp 14 lần không? Trong 2 ngày mình đưa vào trong bệnh, bên cơ thể bệnh có bồ sát một cái liều gấp 14 lần. Là cái liều viên ngang á. Thầy đã nói cái liều viên ngang. Thật sự mình tiếp nó, bắt buộc mình tiếp nó có 11,8mg thôi. Hôm nay chích, mai nghỉ, mốt chích. Một lần chích là 11 chích. Lấy tròn số 12 đi ha, cái số này lấy tròn 12 đi. Còn bây giờ mình tính viên ngang, mình chích tới gấp 14 lần. Không mà sẽ chết cho bộ đồng thuốc. Còn nếu bây giờ đổi tử là con này là con chim đi, không đủ liều. Cái lấy 40 gì giờ, lấy 10 đi 40 gì vậy. Ta lấy lấy 10 đi cho 4. Ờ, là không đủ liều. Thì nếu mà cái không tính được cái này thì những cái phần này khác học là nó vô nghĩa. Tại vì không tính được điều phân bố khu vực khác. Không có lắm đâu ha. Nhưng mà còn về coi lại thầy sẽ đưa tài liệu nào hoàn. Rồi có cái này nữa. Phẩm thuốc. Một số thuốc người ta sản xuất là ta bán mà ta không có ghi cái liều lượng gì hết. Người ta chỉ ghi phần trăm thôi. Thì đây là cái thuốc Androfloxacin của hãng bay sản xuất. Tên thực phẩm là Bayview. Đây là dung dịch chích phủ cùng trọng. Dung dịch 2,57%. Thì bây giờ đó có một chồn, thì ví dụ á, con chồn nặng, con thuốc nó nặng 20kg, mà liều của nó đó là 2,5mg một ký. Bây giờ kết quả nó sẽ là ở chú chú thì ra là bằng việc cứ dùng cái Androfloxacin để liều cho heo là bao nhiêu, Androfloxacin liều cho heo là 2,5mg một ký. Thì á, bây giờ hỏi cái này rút bao nhiêu xe này nè, của bay mua về để bàn nó đề dung dịch 2,57%. Rút mấy xe ngoài cái bàn thì muốn biết rút mấy xe thì ta lấy cái phần trăm này nhân cho 10, nó sẽ là miligam trên mililit. Rõ ba rõ nhận được không? Lấy 2,57 nè, nhân cho 10, nó sẽ là miligam trên mililit. Có nghĩa là cái này 22,7mg, cái này dễ rồi. Cái này đâu có gì để nói nữa. Thì lấy 25 chia cho 20 chia cho 22,7, nó ra là 2,2mg. Được không ạ? Nói cho nghe được không? Nghe được không ạ? Bây giờ đấy, ông dính giá thì tới trao đổi chức cơ bản đó, thì thấy mình ghi phép 2,27 thì mình gạch đi, ghi 22,7mg trên mililit là bình thường, thấy không?
không có gì trao đổi tiếp đâu ạ. Có thể thôi mà vừa rồi cái lớp 63 người, có 3 người làm được cái này. Không phải là bài toán trao đổi đâu ạ. Mỗi cái hồn để đâu á. Bây giờ cả quên cái số này đi. Em quên cái số này đi. Em cứ gạch, em ghi gạch cái đi. Em ghi bằng 22 phép 7 mg trên Enrofloxacin trên ml. Thì thôi đã được đổi gì nữa đâu. Lấy này nhân lên, chia ra ăn ra gì đâu. Thôi bây giờ cái này là mới. Mà sao này nó lớn cái công hiệu. Bây giờ đó, cái ampholeum á, thì thường ta pha một nước á, là 200mg trên 1 lít. 200mg trên 1 lít. Cái nhà sản xuất tùy theo nhiều nơi. Có nơi nó sản xuất dạng 50%, có nơi nó sản xuất dạng 20%, có nơi nó sản xuất dạng 25%. Được chưa? Bây giờ thầy mua về nguyên cái thùng ampholeum. Đúng vậy nè. Đây. Nó ghi ampholeum 50%. Tại đấy cái hút lâu thì gạch đi 50% đi. Tại nó gạch 500mg trên 1ml. Được không? Được mà. Nhân cho 10 mà. Thì tới đây ai làm cũng được rồi. Theo cái gì tao cũng chất cơ bản gì cho nha. Giờ 300 lít sẽ nhiêu 1 lít 250mg 100 lít nhân lên 250. Rồi chia cho 500 thì ra 50. Phải mà không có chắc chắn gì để trao đổi chất cơ bản gì đó nha. Mà 60 mấy người làm được có bao đó, 3 người làm à, không có nói nữa. Cái này ra phải gặp, hiểu không? Ra ngoài đi làm gặp chứ phải là thầy nói cái mơ hồ. Bây giờ ví dụ thầy mua cái nguyên thùng ampholeum 25%. Rồi về là nói sẵn đây là có chương trình là vừa cầu trùng cho tất cả các đàn gà kiểu pha. Thế để các bạn ta dùng nhé, 200mg cho 1 lít. Kiểu bài hỏi bao nhiêu? Mà 200 lít hay là 100 lít thì lấy này gạt đi, bà tôi chứ đi đâu em đơn giản không biết là bà. Mấy này gạt rồi, phải đưa lên đây. Rồi rồi chúng ta xong cái phần liều thuốc, chúng ta qua phần mới, còn một chút xíu nữa qua phần mới ha, là nào phải qua thôi.